Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Getafe và câu lạc bộ Celta Vigo. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 24 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Getafe sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Celta Vigo với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2 trái 2,25 và 1,75, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Getafe và Celta Vigo, Getafe thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Celta Vigo. 5 trận thi đấu gần nhất của Getafe, Getafe thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Celta Vigo thì Celta Vigo thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Celta Vigo được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Celta Vigo phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Getafe thì mình thấy là Celta Vigo họ cũng không thua kém gì Getafe đâu. Thứ hai nữa thì nếu như trận này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Celta Vigo được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái phong độ thời gian gần đây của Getafe nó cũng vô cùng bết bát luôn. Còn Celta Vigo thì ngược lại, họ vẫn đang giữ cho mình một cái phong độ khá là ổn định. Và biết đâu với phong độ tốt hơn cộng với lực lượng đầy đủ thì một lần nữa Celta Vigo mới là đội sẽ chơi hay hơn và có chiến thắng trước Getafe ở trận này thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn Celta Vigo được chấp 0,25 hoặc là 0,5, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2 trái 2,25 và 1,75. Thì những lần gặp nhau trước đây có hai đội, đa phần mình thấy nó cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Với lại là thời gian vừa qua thì cái hiệu suất ghi bàn của hai đội nó cũng còn khá là ổn định. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là 2-1 nghiêng về cho Celta Vigo hoặc là 3-1. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá nhẹ tài 2 nhé. Canh tài hạ dưới 2 thì hảo vào theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với phong độ đang ổn định hơn so với đội chủ nhà thì Celta Vigo hiệp 1 họ cũng sẽ không thua trước Getafe đâu. Thậm chí là Celta Vigo mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Celta Vigo kèo đồng nhé và đá tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Celta Vigo và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.